Xin chào anh em, chào mừng quay trở lại với anh em TV. Vào thời điểm anh em xem video này ấy, thì chúng ta hãy cùng nhau dành một phút mặc niệm cho ví của tất cả những người đàn ông đang xem video này. Vì ngày hôm nay đã là ngày 20 tháng 10 rồi. Wait a minute. Tuy nhiên, nếu như mà anh em nào vẫn sống sót qua ngày 20 tháng 10 hoặc đang tìm kiếm những cái lựa chọn smartphone chụp ảnh với mức giá rẻ nhất để có thể tặng phụ huynh này, tặng bạn gái này, hay mua về tự selfie sống ảo để kiếm gấu vào năm sau, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tổng hợp những mẫu smartphone để chụp hình, để selfie với mức giá mình nghĩ là rẻ nhất và có thể nói là đáng mua nhất. Chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu ngay bây giờ. Chị em ơi! Đầu tiên thì sẽ là một lựa chọn mà mình đã từng làm một video cái đây khá lâu rồi và đến tận bây giờ mình vẫn thấy nó khá là ok để mà chúng ta chọn mua, chính là chiếc Redmi S2. Đương nhiên rồi, nhắc đến những cái thiết bị giá rẻ mà không nhắc đến Xiaomi thì là một tội cực kỳ lớn. Và với mức giá chỉ loanh quanh hiện nay mình nhớ không nhầm là 3,1 triệu, sấp xỉ 3,2 triệu, hiện đang bán ở chuỗi hệ thống của Xiaomi.net, chúng ta đã có một cái thiết bị với camera trước tập trung hoàn toàn và khả năng chụp hình selfie, một camera trước độ phân giải rất lớn. Đi kèm với đó, chúng ta vẫn có một cụm camera kép để xóa phông, để sống ảo, rất đầy đủ tiêu chuẩn của một smartphone trong năm 2018. Và cái điểm mình thích nhất ở Redmi S2 chính là thiết kế. Nó không mang hơi hướng của dòng Redmi giá rẻ mà nó lại có gì đấy nó khác biệt hơn, nhìn nó cao hơn một chút và quan trọng hơn cả là một cấu hình dual, một cấu hình còn mạnh hơn cả một thiết bị smartphone 9 triệu từng được bán ra. Cho đồ này phải hơi cũ nhỉ. Đó là một con chip Snapdragon 625 này, chúng ta sẽ có tới 3GB RAM thoải mái để anh em có thể chiến được những tựa game nhẹ nhàng cũng như đáp ứng đầy đủ những cái nhu cầu chụp hình cơ bản. Một trong những smartphone hiện nay đang giảm giá cực kỳ sốc rồi, anh em đừng quên click ngay đường link mua hàng. Mình sẽ để phần mô tả video tại chuỗi hệ thống của Xiaomi.net. Nhưng tuy vậy thì sẽ có một cái nhược điểm nhỏ là những cái máy Xiaomi mà nếu như chúng ta mua về sử dụng cho bản thân thì rất là ok. Nhưng mà nếu như đưa những cái máy Xiaomi mà cho những bạn nữ dùng, mà cho phụ huynh dùng ấy, thì sẽ khá là khó, bởi vì đây là đối tượng người dùng mà hơi bị trọng thương hiệu một chút. Vậy thì chúng ta sẽ đến với một cái lựa chọn thứ hai, một lựa chọn mà cá nhân mình nghĩ là sẽ chỉ phù hợp cho các bạn nữ thôi. Đó chính là chiếc Oppo A3s. Đây là một thiết bị mình nhấn mạnh lại là chỉ dành cho các bạn nữ, bởi vì sao? Bởi vì đây là một thiết bị Oppo nhắm hoàn toàn vào đối tượng những người dùng yêu thích chụp hình selfie. Chúng ta sẽ có một thiết kế bằng nhựa, anh em nào đã từng xem video mình làm thì đều có nhớ rồi. Gần như tất cả những cái máy Oppo giá rẻ thì chúng ta đều sẽ có một thiết kế nó na ná như vậy. Nhưng bù lại thì anh em sẽ có một camera trước được đầu tư với rất nhiều chế độ làm đẹp. Chúng ta còn có một camera sau, đương nhiên vẫn hỗ trợ khả năng chụp hình xóa phông. Và cái điểm mà mình khá ấn tượng với Oppo A3s đấy là cấu hình vẫn ok chứ không bị cắt giảm quá thể đáng như mấy cái máy Oppo ở năm ngoái. Chúng ta vẫn có con chip Snapdragon 450. Anh em nào mà chưa rõ thì Snapdragon 450 sẽ có hiệu năng nó xem so với Snapdragon 625 và chúng ta vẫn sẽ có được một cái hiệu năng nó đủ ổn để có thể chơi được những tựa game nhẹ nhàng, để có thể giúp cho các bạn nữ Facebook này, Instagram các thứ một cách ok nhất với mức giá khá phải chăng. Hiện nay mình nhớ không nhầm là bản 16GB cũng đang có mức giá giảm khá là sâu rồi, dưới 4 triệu. Anh em để click ngay đường link mua hàng, mình sẽ để phần mô tả video. Và lựa chọn thứ ba thì chúng ta sẽ tăng giá lên một chút nữa và đến với một cái thiết bị mà mình nghĩ là có thể nói phù hợp hơn cả nếu như mà anh em mua làm quà tặng hoặc thậm chí là dùng cho bản thân, chính là iPhone 6s. iPhone 6s hiện nay hàng cũ 99% thì đang có mức giá giảm cực kỳ sâu rồi. Nhưng mà chúng ta sẽ được gì nếu như mua iPhone 6s? Anh em có thể tham khảo ngay những cái video mình đã từng làm và mình sẽ gói gọn lại thôi. Chúng ta sẽ có thương hiệu Apple, Oppo và Xiaomi. So với Apple thì đương nhiên là những thiết bị iPhone sẽ có độ nhận diện thương hiệu lớn hơn rồi. Cái điểm thứ hai chúng ta sẽ có là một khả năng update hỗ trợ cập nhật. Hiện nay thì iPhone 6s vẫn được lên iOS 12, vẫn chạy hoàn toàn ok. Con chip Apple A9 ở thời điểm hiện tại vẫn là một con chip khá ngon. Và tương quan thì nó sẽ có phần xem với con chip rất mạnh hiện nay là Snapdragon 660. Ngoài ra chúng ta sẽ có camera trước sau chụp hình rất là chân thật. Nếu như mà các bạn nào mà yêu thích chụp hình selfie, sống ảo thì có thể cài thêm một số phần mềm như là camera 360, như là một số phần mềm kiểu VSOCAM hay là Huzi gì đó để mà sống ảo được tốt hơn. Nhưng mà anh em sẽ phải lưu ý cho mình một cái điểm, đấy là nếu như mua iPhone 6s hàng cũ thì sẽ phải kiểm tra thật là kỹ. Của rẻ thì đương nhiên là nó sẽ phải đi kèm với những rủi ro. Chúng ta sẽ kiểm tra kỹ xem màn hình có bị làm sao không, ngoại hình máy có còn ok không, bởi vì iPhone 6s là một trong những thiết bị iPhone
bị chóc sơn cực kỳ nhiều. Hãy nhớ cho mình điểm này. Đây sẽ là điểm mà chúng ta cần phải đánh đổi nếu như mua iPhone 6S. Và chúng ta đã đi qua 3 lựa chọn rồi. Bây giờ sẽ là lựa chọn cuối cùng. Đó chính là chiếc Z6 Plus vừa mới được Samsung tung ra. Vì sao mình lựa chọn chiếc Samsung Z6 Cộng này? Mình nói thẳng luôn, từ trước đến nay thì cá nhân mình không có nhiều ấn tượng lắm với dòng Z, ngay từ những cái chiếc kiểu Z8 kiểu anh em có thể nhìn thấy ngay mức giá rất đắt, đắt hơn cả chiếc Z6 Cộng này. Nhưng mà những cái thiết kế của nó thì toàn nhựa, xong cấu hình cắt giảm các kiểu thì mình không khoái lắm. Nhưng mà đối với năm nay thì Samsung có vẻ như là đã nhận ra được điểm này. Chúng ta chê Samsung nhiều quá, chúng ta ném đá ném gạch nhiều quá. Samsung đã có một cái bước cải tiến khá là đáng kể đối với những thiết bị của mình từ dòng A tới dòng Z. Đối với Z6 cộng hiện nay đang có mức giá lên quanh khoảng 4.6 triệu hay 4.7 triệu gì đó, mình không nhớ rõ giá lắm, nhưng nó hiện nay đang nằm ở phân khúc phổ thông. Thì chúng ta sẽ có một cái thiết bị, mình nói trước là sẽ không phù hợp để chơi game vì cấu hình của nó khá là cùi. Nhưng mà bù lại thì chúng ta sẽ có một thiết bị với thương hiệu rất tốt, một thiết bị với cái màn hình dài như này. Mình không thích gọi màn hình này là Infinity Display, chả hiểu sao nó gọi là Infinity Display. Ngoài ra chúng ta sẽ có một thiết kế đúng theo chuẩn của Samsung đang làm trong thời điểm hiện tại và tương lai sắp tới. Đó chính là một cái cảm biến vân tay được đặt gọn gàng ở phía cạnh bên như thế này. Chúng ta sẽ có camera kép hỗ trợ chụp hình xóa phông, và chúng ta sẽ có camera trước với độ phân giải rất tốt đi kèm với một cái đèn LED hỗ trợ chụp hình selfie. Vậy là chúng ta đã có một thiết bị với tên tuổi rất ngon, chúng ta đã có một cái màn hình rất lớn để mà trải nghiệm, chúng ta sẽ có một camera kép chụp hình xóa phông. Nhưng mà chúng ta sẽ phải đánh đổi, thứ nhất là chất lượng về tấm nền nó sẽ không ngon, thứ hai là chúng ta sẽ phải đánh đổi về mặt hiệu năng. Và đó là những thiết bị theo mình là đáng lựa chọn nhất trong phân khúc phổ thông hiện nay để mà chúng ta chụp hình, để mà chúng ta sống ảo, để mà chúng ta selfie các kiểu. Vậy thì đối với anh em trong phân khúc tầm giá lên quanh khoảng từ dưới 5 triệu thì anh em sẽ lựa chọn sản phẩm nào? Và đâu sẽ là sản phẩm mà anh em mua về để sống ảo, để selfie hay để tặng phụ huynh, để tặng bạn gái các thứ? Đừng quên chia sẻ comment ở phía bên dưới. Giá bán của những sản phẩm mình vừa nói cũng có ngay phần mô tả video nếu như anh em nào hứng thú. Một lần nữa thì xin chia buồn anh em nào mà 20 tháng 10 năm nay cháy ví, và cũng xin chúc mừng anh em nào hiện nay chưa có người yêu. Nhưng mình có người yêu rồi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video sau.